Hi, hello mọi người nha. Hiện tại Nam đang có mặt ở tiệm nè mọi người. Thì chiều nay Nam ra tính phụ rau như thường lệ mọi người, rau rồi Nam vẫn có ra. Mà rau hết rồi. Hồi nãy cũng có sơ móng tay nữa. Mà cái màu đó nó nổi quá cho nên bôi rồi mọi người. Đây cảnh vật như vậy. Thế đây đây áo đẹp không mọi người? Nó có cái nón nữa nè, nó có cái nón rất là đẹp luôn nha. Bây giờ gần đóng cửa rồi mọi người, hôm nay chủ nhật. Cái clip này chắc, cái vlog này chắc tận tháng 8 luôn á mọi người. Bây giờ có chuyện gì nữa Nam sẽ quay cho mọi người xem nha.